bị làm sao ấy. Vô lý, chiều hôm qua em đã kiểm tra tất cả các xe rồi mà. Nào Lâm, làm gì mà nóng thế? Mày, thôi ngay, sắp được đường mà thế này à? Hả? Dẹp đi. Nó vừa làm gì thế? Xe thằng Linh làm sao? Sự cố điện. Xe đi chiến trường phải an toàn tối đa. Có sự cố nào lỗi tại thợ, chúng mày đừng có trách tao. Nhớ căn giờ vượt qua chỗ trọng điểm để tránh máy bay nhé. Vâng ạ. Thưa các đồng chí, chiến dịch này rất quan trọng. Chúng ta phải quên mình vì nhiệm vụ, vì Tổ quốc. Ngày thống nhất đất nước không còn xa nữa. Quyết tâm đánh thắng giặc xâm lược. Lệnh xuất phát. Cho mày là nó không bắn hỏng khúc giữa. Có thèm thì cũng phải biết kiềm chế. Cả trạm này chỉ có mình nó thôi. Thế nên em muốn xin anh cho tranh thủ về thăm vợ. Mót thế kìa. Từ đây về quê mày đi trong bao lâu? Một đêm. Nếu mọi việc thông suốt, cả đi lần về 2 đêm, em sẽ về kịp mà. Kịp cái gì? Tao có dăm thằng như mày thì chết mẹ đi cho xong. Đang lúc sống còn thế này mở mồm xin về. Tập trung chuyến hàng này đi. Cả chiến dịch trong tay mày đấy. Nhưng xe em đang hỏng mà. Tôi xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ ngay. Mẹ và em cứ đi bộ khoảng 2 km nữa là tới ạ. Cảm ơn con. Con chào mẹ ạ. Con đi về nhá. Mày nhớ em nhé. Nhớ chung thủy chơi đi nhá. Mà đi nhé. Mà và em đi nhé. Chào các con. Mà là mà thằng Linh Gấu lái xe.
nghiệp mẹ quá. Nếu biết thế này, con đã giữ thằng Linh ở lại. Chỉ tài trần bom mà chầm mất nửa ngày. Trước khi bố thì bọn hắn về. Khoảng một tuần, mời mẹ và O về lán nghỉ ngơi, rồi tính sau. Mời mẹ và O xơi nước đi. Ừ. Mời mẹ. Chị ơi, đường vô trong nợ có nguy hiểm không ạ? Yên tâm, nó là linh gấu mà. Đường trong ấy, nó thuộc như lòng bàn tay. Nga, em báo với nhà bếp nấu cơm thêm phần của mẹ và O nhé. Vâng ạ, đi mẹ. Hôm qua, chị Hy vừa cho thịt hết gà, liên hoan tiễn anh em lên đường dữ ạ. Nhưng đấy là gà trống già ngoài 3 năm. Thằng Linh mà ăn vô á, vừa hắn mới chừa con trai được, mèo của các cô đấy. Mà gà trống á, là phải có đôi, thì mới nên truyền được. Mẹ và O cứ nghỉ tạm ở đây, lát nữa đến giờ ăn, con sẽ dẫn sang lá ở bên kia ạ. Ừ. Bố đi con. Thế nào cũng gặp được hắn mà. Thôi nín đi. Chẳng nào bằng trên đầu thì phải phóng cho nhanh, nếu thấy được mặt thì mới dừng lại, còn ở phía sau thì cứ đàng hoàng mà đi. Đàn bà trước khi gặp chồng phải ngủ một giấc thật sâu thì mới chừa con trai được. Mà đẻ liền 4 thằng con trai, mà biết mà. Mình có thích mấy cũng để cho chồng chủ động, nếu không đẻ toàn con gái á. Mà hôm nay xe thằng Linh bị hỏng gì thế? Hỏng cao áp. Sao hôm qua thử cao áp vẫn tốt? Thế nó làm gì Nga sáng nay? Anh ấy đùa thôi mà. Không nên nhắc lại chuyện đấy nữa. Sao Nga yêu ai với nó thế? Đán mà cũng nói vậy à? Người ta đang đi vào chỗ bom đạn. Cả cái đường Trường Sơn này, chỗ nào mà chả là bom đạn. Dù sao, thằng Linh cũng đã lấy được vợ. Còn Đán chưa từng... Nga, chúng mình đều sắp vào chiến dịch. Mấy giờ rồi? Ở đây là chiến trường, dính dáng với trai gái là tôi kỷ luật cả hai đấy. Vâng ạ. Đi ngủ đi. Tàng sáng máy bay hay lường lời do ngó, tranh thủ mà ngủ đi.
hộ với. Dạ. Cảm ơn nữa. Tiện thể dặn luôn hộ, cảm ơn nhá. Dạ. Cứ để mà dặn cho, phải nghỉ ngơi mà lấy sức con ạ. À. Mà để con làm cho có việc, không lẽ ngày nào con cũng vui chơi cho tới tối. Bây giờ mới tới. Thằng Phú bị dính bên lá. Hôm trước tao qua đêm 12, thấy mẹ và vợ mày đang chờ ở đấy. Giúp tôi với. Để tôi. Này, giữ khúc giữa cho cẩn thận để về gặp vợ nhé. Chăm chú vào. Hoa rừng thì phải để cho mọi người cùng ngắm đấy chứ. Không ai hay mất của mày đâu. Dạ vâng ạ. Báo cáo, em có chuyến hàng đặc biệt, chở gấp với tí giáo dục Quảng Bình. Anh cho sửa nhanh giúp em. Em có ông trai đó đấy. Xe sắp xong chưa? Còn phải thay nhíp và hàn két nước ạ. Cậu nghỉ lại ở trạm, chúng tôi sẽ cố gắng sửa nhanh. Chuyển giúp trông anh trai của em ạ. Có thật là anh trai không? Anh trai thật mà, anh Thái người Hà Nội ạ. Thật rồi, em chỉ chuyển đến tay, ông anh vợ. Ăn đi chờ con. Cơm canh ngồi hết làm sao có sức. Phải đấy, ăn đi. Con mời mẹ. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Ở nhà đi làm đồng, hắn ăn 3-4 bát vẫn còn đói. Khổ thân, gái 20 đang tuổi ăn tuổi đẻ mà chồng cứ đi biển biệt. Mẹ yên tâm, lần này gặp thằng Linh, con dâu mẹ sẽ đẻ luôn 3 thằng cháu trai. Linh lái xe Trường Sơn mà. Máy bay. Máy bay, tất cả xuống. Thank you.
Ôi chao, tổ cha quân dạ man, rửa là hắn bắn hỏng mất cái nớ rồi. Thủ trưởng vẫn còn tí thịt tiệt giống. Cho xe chờ thôi. Mẹ. Mà cho con ăn để tẩm bộ. Thôi thì vẫn còn mấy con ạ. Nó sắp về rồi. Gà cứ để dành cho nó. Gà trống phải có đủ đôi mới không hiểu được. Chúng con sẽ tìm thêm đủ đôi. Mà biết, mà ở lâu thế này là làm bần lòng cả con. Thằng Linh chắc cũng nóng ruột lắm. Con lời xin đi của mấy ngày, chứ cũng đã quá rồi. Thôi, để ít lâu nữa mà lại lên. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Mà đi đây. Con chào mẹ. Thank you.
Thủ trưởng. Ừ. Đuổi theo. Nhanh lên. Mẹ vừa đi, nhanh lên. Ngay đánh xe vào nơi chú ẩn, không tôi là biên toàn. Chị ạ, chị lên thăm thủ trưởng ạ. Chào các chú. Em chào chị lên chơi ạ. Đưa tôi xem nào. Mình kìa. Ô hay. Con nhà đi. Thế con Loan, con Yến gửi ai? Có ai đâu mà gửi. Bây giờ chị em chúng nó phải tự trông nhau thôi. Nghe chú lái xe nói là có tin dữ, tôi lên ngay. Chỉ bị nhẹ thôi mà. Nhẹ cái gì? Tí thì mất to nhá. Nào, uống đi. Anh Linh, cho em xin lỗi. Chẳng ai có lỗi cả. Chiến tranh mà. Anh cho gọi bọn em à? Tao thấy ấy náy với mẹ và vợ mày. Tao quyết định mày và thằng Đán sẽ chở hàng đặc biệt vào Quảng Bình thay cho người lái xe đã hy sinh. Xe sửa xong chưa? Báo cáo xong rồi ạ. Vào Quảng Bình là sai tuyến, đường đi nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì tao sẽ bị kỷ luật. Chỉ có 3 ngày. Thằng Đán là thợ, dọc đường có gì hư hỏng thì sửa luôn. Thằng Linh thạo đường, lái chính. Đi qua nhà, thả cho thằng Linh về gặp vợ một ngày. Thằng Đán lái tiếp đến nơi giao hàng, rồi quay về đón nó. Em rất hiểu lòng anh, hiểu hoàn cảnh của Linh. Nhưng như vậy là liều lắm. Tuần sau, chẳng phải di chuyển địa điểm để chuẩn bị chiến dịch lớn. Tao sẽ rất biết ơn nếu đêm nay chúng mày lặng lẽ đi và trở về đúng hẹn. Đán gửi Nga cuốn nhật ký
Để khi nào buồn, Nga đọc, Nga sẽ hiểu những điều Đán muốn nói với Nga. Sao tự nhiên Đán lại ủy mị kiểu tiểu thư sản thế? Gói giấy này là cái gì? Đấy là giấy tờ. Nếu Đán không trở về, nhờ Nga chuyển giúp cho bố mẹ Đán. Đán đi đâu thế? Đán không nói được. Nhiệm vụ đặc biệt. Nga ở lại nhé. Nga, trước khi đi, Đán chỉ xin Nga cho Đán được cầm tay một lần cuối. Nếu ngày mai Đán không trở về, thì Nga hãy đọc những dòng nhật ký. Nga sẽ thấy Đán thương Nga như thế nào. Nga, Nga cho Đán được quyền làm người đàn ông. Kìa Đán, không được. Đán. Nga. Nga. Đán, buông ra. Nga ơi. Nga. Tôi xin lỗi. Nga, đổ thêm cho tôi một ít nước vào bình nhá Quy. Xe nào? Xe đi Quảng Bình. Sao lại đi Quảng Bình? Cố gắng đi về trong 3 ngày. Thôi, các cậu lên đường đi. Bình an nhé. Dạ, cả nhà em biết ơn anh. Em đi ạ. Ừ. Ơ. Anh Thạch đồng ý rồi. Tớ bảo rồi, nhưng nó không nghe. Cứ khăng khăng đòi đi thăm ông anh trai. Nó so bì với cậu. Đành chịu. Nếu không thích thì ngồi trong thùng. Anh không phải đuổi. Này, thực sự đi rất nguy hiểm. Kệ tôi làm tôi chịu. Này, tao có dành con Nga đâu, mà mặt mày cứ như cái bì, từ lúc lên xe tới giờ.
Lát muốn thì tao lái, con mày lên thông sáu với nó. Nga chưa từng yêu ai, nó bản lĩnh lắm. Đã dính vào chuyện trai gái, càng nhiều bản lĩnh càng làm bất ngờ. Cả một tràm xe chỉ có một con gà mái. Trong thời chiến chẳng biết sống chết thế nào. May mà không gái, thằng khác con gái mất đấy. Mày không phải dậy. Mà mày tán kiểu tiểu tư sản quá, cứ sống đài vào. Thank you.
Kìa Linh. Vừa mới ập phải được chiến, theo tao mau. Đi đi con, đi ngay đi, đi. Xin lỗi.
không đây không phải là đây. Em không muốn anh chết. Chồng ngày nay ăn đi con, ăn đi, thịt da như chảo cũng phải ăn đi nè. Đán, con cho thằng Linh ở lại vài ngày có được không? Đán làm sao quyết định được, thủ trưởng Thành chỉ cho đi kể thời công tác. Con sẽ về trình bày với anh Thạnh, sớm tạo điều kiện vào một dịp khác. Hay Linh cứ ở lại nhà, khi về bọn Nga sẽ quay lại đón. Không bàn đến chuyện này nữa, chúng mình cùng về. Thằng dở hơi, Nga nói đúng đấy. Hai chúng mày vì tao, mà vì sao? Tao chỉ không nhắm mắt. Mà lần sau con sẽ lại về. Lời, anh chắc chắn sẽ về. Anh không ở lại vì em, thì cũng ở lại vì mà mong anh từng ngày. Mà không cần, mà muốn có một đứa cháu để bông, ông trời không cho lúc đi thì có lúc khác. Mà không muốn vì mà thằng Linh bỏ mặc đồng đội đi vào nơi nguy hiểm. Đã đi thì cả ba đứa cùng đi. Ông thư trưởng Linh, còn đường nào khác không? Nếu đi vòng thì hai ngày nữa mới tới. Đán, lái hết tốc độ, vượt qua lực kích nổ từ trường. Cũng được, nhưng có cần thiết phải mạo hiểm như thế không?
Hay là ta cứ ở đây chờ công binh xem sao? Xuống. À, anh Linh. Hai người xuống. Các người của Việt chúng ta thì cái sinh mạng mình để chờ cái gì không? Giấy mà toàn là giấy trắng, thế mà gọi là hàng đặc biệt à? Chục nữa thì tao, mày, cả Nga nữa bỏ mạng chỉ vì cái đồng giấy trắng này. Chẳng lẽ trong họ nhà tao hết người nổi giỏi chỉ vì cái đồng giấy này? Chết vì chờ đàn, chở gạo thì cũng vẻ vang với hai tiếng hy sinh. Đằng này một đống giấy trắng. Đây những quyển vở kẻ ô ly chỉ con tập viết. Từ miền Bắc vào đến đây, chúng đã thấm bao nhiêu mồ hôi và máu. Bọn trẻ cần vở để học chữ. Anh tạo ra những đứa nối dõi để làm gì? Khi để chúng mù chữ. Thank you.
Linh ơi, Linh ơi, Linh, Linh ơi, Linh. Anh Tài ơi!
tôi tí nước. Dừng lại. Linh ơi, kìa Linh. Nga, tôi xin lỗi. Anh Linh, nhà Nga cũng không còn ai. Thank you.
đã làm gì cả. Nếu mày có bực à, tao sẽ không tha. Nếu không phải tao cần bức thì sao? Tao cấm mày biết đặt xúc phạm ra. Mày, mày đã cướp của tao. Tao chỉ cần một đứa con. Nam Mô A Di Đà Phật, lạy trời lạy Phật phù hộ cho cháu nội tôi.
thằng cháu lớn rồi đi bộ đội. Bà đây, bà đây, không đi mua hết. Cháu ở nhà với bà. Bà thương. Tội cha.